6 chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhất thế giới. Nhắc tới kim cương, người ta thường nói rằng đó là thứ quý giá nhất. Hôm nay Thinh VN sẽ cùng các bạn điểm danh 6 chiếc nhẫn kim cương đắt giá nhất hành tinh. 6. The Perfect Pink. Những chuyên gia về đá quý từ lâu đã xem kim cương hồng là một trong số những viên đá quý đẹp nhất kể từ lần đầu tiên chúng được phát hiện tại các mỏ cổ Ấn Độ. The Perfect Pink sở hữu màu sắc, độ trong và cả nghệ thuật mài cắt hoàn hảo. Trong khi kim cương màu hồng thường phản quang với màu sắc có phần ám cam, xám hoặc tím thì The Perfect Pink cho ánh hồng trong veo ngọt ngào. Điểm đặc biệt là chiếc nhẫn kim cương này được cắt hình chữ nhật. Đây là cách mài cắt cổ điển thường chỉ dùng cho những viên kim cương trắng bởi kim cương màu cần nhiều mặt cắt hơn để tăng độ phản quang và trong suốt. Nặng 14,23 carat và có giá 23,2 triệu đô la Mỹ, khoảng 527 tỷ đồng. The Perfect Pink là một trong 18 viên kim cương hồng nặng hơn 10 carat hiếm hoi trong các cuộc đấu giá trước nay. 5. Unique Pink. Ngày 18 tháng 5 năm 2016, một viên kim cương hồng mang tên Unique Pink đã đạt mức giá 31,6 triệu đô, 719 tỷ đồng tại cuộc đấu giá của Sotheby ở Geneva, Thụy Sĩ. Hệt như cái tên, viên kim cương hình giọt nước sở hữu sắc hồng quyến rũ ngọt ngào, tinh khiết không tì vết. 4. Graph Pink. Năm 2010, Sotheby mong đợi chiếc nhẫn đặc biệt này làm nên kỳ tích, nhưng chính họ cũng bất ngờ với mức giá 46,2 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.051 tỷ đồng. Graph Pink vì thế đã trở thành một trong những món trang sức kim cương đắt đỏ nhất thế giới. Từ khối kim cương thô 132,5 carat, người ta mất đến 2 năm mài cắt để kim cương đạt được độ hoàn hảo hiện nay. Mức giá chào bán chỉ hơn 20 triệu đô la Mỹ, nhưng phiên đấu giá đã đẩy giá trị chiếc nhẫn lên gấp đôi. 3. Oppenheimer Blue. Chiếc nhẫn đính hôn đẹp lộng lẫy này sở hữu viên kim cương xanh nặng 14,62 carat mang tên Oppenheimer Blue. Đây là viên kim cương xanh lớn nhất thế giới đã qua chế tác từng được đem bán đấu giá. Oppenheimer Blue là chiếc nhẫn đắt thứ hai thế giới được bán ra tại các cuộc đấu giá trang sức kim cương với mức 57,7 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.310 tỷ đồng. 2. The First Owned Diamond. Nếu nhẫn cưới thường được đính kim cương thì chiếc nhẫn độc đáo này được làm từ kim cương nguyên khối. Hình dạng, độ sáng, kích thước, giấy chứng nhận chất lượng, tất cả các thông tin cơ bản, và Mohamed Sawes, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành hãng trang sức Thụy Sĩ Swiss, đã tự tay chế tác chiếc nhẫn này trong một năm dòng bằng phương pháp cắt laser kết hợp kỹ thuật cắt truyền thống. Chiếc nhẫn nặng 150 carat và được định giá 70 triệu đô la Mỹ, khoảng 1.590 tỷ đồng. 1. The Pink Star. The Pink Star là chiếc nhẫn kim cương đắt nhất hiện nay. Nặng 59,6 carat, được khai thác từ châu Phi với trọng lượng thô lên đến 132,5 carat. Viên kim cương có màu hồng trong suốt long lanh này phải trải qua 2 năm chế tác để đạt độ trong và phản quang hoàn hảo. Còn được gọi là The Pink Dream, chiếc nhẫn được đấu giá tại Sotheby Geneva vào năm 2013 và được kỳ vọng mang về 61 triệu đô. Kết quả, Isaac Wolf thắng thầu với mức 83,2 triệu đô la Mỹ, nhưng sau đó ông không chi trả nổi khoản nợ và chiếc nhẫn sau cùng đã được bán thành công cho Châu Tài Phúc, một thợ kim hoàn ở Hồng Kông, với giá 72 triệu đô la Mỹ. Vừa rồi các bạn vừa được chiêm ngưỡng và khám phá 6 chiếc nhẫn kim cương tuyệt đẹp đắt giá nhất thế giới. Nếu các bạn thích video này của chúng tôi, đừng quên like và share video để ủng hộ kênh nhé. Ngoài ra, nếu bạn có chủ đề nào muốn chúng tôi tìm hiểu, hãy comment ở phía dưới nhé. Cũng đừng quên đăng ký kênh để được thông báo ngay khi chúng tôi ra video mới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào 17 giờ thứ 6 hàng tuần.